Cô. Ủa Mẫn, sao em lại ở đây? Cô đừng nhận lời cầu hôn của chú em. Hả? Cầu hôn gì? Em nói gì cô không hiểu? Em nói là cô đừng có nhận lời cầu hôn của chú em. Em không có đồng ý. Chú em, nhưng mà cô chưa có nghe chú em nói gì mà. Là sao? Em không cần biết. Em không muốn cô nhận lời cầu hôn của chú em. Bởi vì em thích Mẫn. Lô nghe nè. Cái thằng này mày tính trốn tiết nữa hả? Giờ này sao còn chưa vô lớp nữa? Tiết cô chủ nhiệm cũng tính trốn hả? Cái gì? Mà cô chủ nhiệm đi vắng rồi mà. Mày bị khùng hả? Cô vừa hiện tới rồi kìa. Gì thiệt hả? Học sinh Nghiêm. Thôi được rồi, các em ngồi xuống. Lâu lắm rồi không gặp, cả lớp có khỏe không? Dạ khỏe. Dạ khỏe. Dạ không cô. Ừ? Cô chủ nhiệm nghỉ lâu quá, làm trái tim em tan nát luôn. Trời đất ơi. Vậy thì các bạn nữ lớp mình á, ai mà rảnh á, nhớ đi nhặt lại những cái mảnh vỡ của trái tim của bạn Vũ nha. Lớp trưởng lớp phó hai em cũng vất vả rồi đúng không? Dạ. Ủa, còn Mẫn đâu? Mẫn chưa vô lớp hả? Em tới rồi nè cô. Lâu không gặp cô, khỏe không? Cô khỏe, lâu quá rồi không gặp em. Anh nè. Bài kiểm tra. Dạ. Em trả bài lại cho các bạn nha. Dạ. Mọi người chuẩn bị học bài mới nha. Vậy cuối giờ em phát cho cô. Ừ. Quý. Hả? Bệnh bao tử cô hết chưa vậy? Hả? Ai nói cô bị bao tử? Thì chú cô bị cắm cúm mà. Cái gì? Cô bị cắm cúm. Chú Phúc nói là cô bị bao tử mà. Vậy hỏi chú Phúc sao hỏi tôi? Tôi đâu phải người yêu cô đâu. Anh Phúc. Ủa cô Hiền, sao đi dạy rồi ha? Dạ em chào thầy. Bình phục rồi ha? Dạ em khỏe nhiều lắm rồi thầy. Vậy hả? Nhìn cô là biết khác xưa liền đó. Nhưng cô cái này càng ngày càng giống thầy Phúc. Khỏe khoắn, đầy năng lượng. Very good. Dạ. Hình như là cô tính xin chuyển trường phải không? Dạ, đâu có. Em đâu có xin chuyển trường gì đâu thầy. Cô nói sao chứ, bữa má cô vô đây gặp tôi hỏi chừng nào cô có thể chuyển trường được. À, chắc là thầy nhầm rồi đó. Mẹ em xin chuyển trường cho người khác hả thầy? Người khác hả? Ừ. Vậy là có chị em dạy trong này. Làm tôi rối trí với cô luôn nghe. Dạ. Chuyển trường nào? Mẹ em muốn về hả? Đâu có, đâu có chuyển trường gì đâu. Với lại cũng phải được sự đồng ý của em chứ. Anh yên tâm đi, em chỉ thích dạy ở trường này thôi. Dạo này bộ em hay cãi nhau với mẹ lắm hả? Hết cãi rồi, tại vì em đã chiến thắng được mẹ của em rồi đó. Chiến thắng được mẹ? Ừ. Em ghê thiệt chứ. Anh Phúc, nhưng mà anh liên lạc được với Kim Chi chưa? Làm gì? Em có ghé qua nhà, nhưng mà bấm chuông ngoài không ai ra mở cửa hết. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Em đang ở nhờ bên nhà của cô Thi nè. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Không có gì đâu, chắc cô bận đó. Bận thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Thôi, em lên dậy nha. Ờ. Có gì nhắn tin nha. Chúng tôi đã đăng tin, nhưng chưa ai phản hồi lại hết. Khi nào có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ liên hệ lại báo liền cho cô. Nhưng mà phải đợi khoảng bao lâu nữa vậy anh? Cô cần bán gấp lắm hả? Nếu được thì tôi muốn càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng. Bạn thân, hôm nay mình sẽ cho bạn thấy tuyệt kỹ của mình. Hey! Chị ném gì cũng ném. Nhìn Mộc hỏi nè. Đức Mộc đẹp trai, có rồi. Đức Mộc là
biết Đức Mẫn đẹp trai dễ thương, không có đánh con gái đâu nha. Không biết đâu nghe, biết được nha. Con gái thì cũng tùy, chứ bạn là tôi sẽ xử á nha. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà mình thích thì mình nói đó, làm gì được mình hả? Muốn chết hả? Bạn trai mà. Anh ơi đứng lại đó coi. Ồ, bạn gái chạy luôn. Ghê thiệt mấy bạn trai luôn. Alo, alo, alo. 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phan Hoàng Anh, hot girl của lớp 12A3. Vì muốn được mọi người công nhận cho nên hôm nay mình mới lên loa phóng thanh. Trời đất ơi, con nhỏ đó lên loa phóng thanh nó nói luôn kìa. Có một chuyện mình muốn nói với mọi người. Mình rất thích bạn Nguyễn Đức Mẫn của lớp 12A4. Cho nên bạn ấy không chấp nhận mình. Vì muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người cho nên mọi người hãy giúp mình và Đức Mẫn quen nhau được không? Tội nghiệp quá, quen nhau đi bạn. Quen nhau đi. 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 Thôi tất cả giờ ta nhà ta đó đi. Em nữa. I love you Mẫn. Tôi yêu Đức Mẫn. Mẫn ơi quen mình đi. I love you Mẫn. Tôi yêu Đức Mẫn. I love you. Tôi yêu Đức Mẫn. Mở cửa ra coi. Mở cửa ra. Mở ra. Mình làm trò gì vậy? Làm gì mà dữ vậy? Mình chỉ đùa thôi mà. Ai cho bạn đùa? Tôi nói với bạn gì? Bạn con... Hello everybody! Bạn thân! Bạn thân! Đi đâu vậy? Cho mình đi với. Đang không có vui. Yeah. Trời ơi, có gì đâu mà căng thẳng quá vậy bạn. Mà nè, cái vụ hồi sáng bạn ẩu lắm đó. Mình thấy Phan Hoàng Anh tội nghiệp lắm. Từ chối người ta cũng phải từ chối một cách khéo léo chứ bạn. Kiểu đó tôi không cho ăn đập là may rồi đó. Trời đất ơi, mình thấy Hoàng Anh cũng dễ thương mà. Dễ thương thì ông cua đi. Bậy bạ. Nói gì nói nha. Chứ có bồ rồi đó. Oh. Trời ơi, trời ơi, ê, bạn thân. Ê bạn đi đâu vậy? Ê cho mình đi với. Ủa tiền bỏ đi là sao ta? Phức tạp vậy chứ. Đúng là bạn thân mà. Nè, mua tập vở đó, không có đi chơi nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Đi đi. Đi nha mẹ. Thật, lại đi xin tiền đúng không? Dạ. Đi nha. Làm cái gì vậy thằng này? Anh cho nó nhiều lắm mà sao mà nó giấu giấu nó chạy chạy cái này vậy? Thôi thôi, đừng quan tâm tới nó. Bây giờ quan tâm cái chuyện của Phúc với lại cô Diệu Hiền nè. Sao? Hình như hai người đó có chuyện gì hay sao á, em thấy kỳ kỳ. Không gì có chuyện gì, tụi nó tiến diễn tốt lắm á. Thằng Phúc còn tính nói là dắt cô Diệu Hiền về nhà nói chuyện với lại gia đình. Chuyện mà cầu hôn là sớm muộn gì cũng xảy ra. Thiệt không? Trời đất ơi, cầu hôn luôn rồi hả? Mốt mấy đứa nhỏ mình học chắc có cô giáo lo hết rồi. Không không, cái chuyện đó không quan trọng đâu. Bây giờ em phải hỏi coi chú Phúc có cần cái gì không để em giúp mới được. Thôi, khi nào nó cần nó nói mình giúp chứ tự nhiên nhào vô hỏi nó kỳ lắm. Đúng hả? Tính Phúc nào giờ nó đâu thích nhờ đỡ ai. Không gì có chuyện gì, tụi nó tiến triển tốt lắm á. Thằng Phúc còn tính nói là dắt cô Duy Hiền về nhà nói chuyện với lại gia đình. Chuyện mà cầu hôn là sớm muộn gì cũng xảy ra. Em đang đứng trước cửa nhà nè, anh tới chưa? Vậy anh đi cẩn thận nha, bye bye anh. Cô. Ủa Mẫn, sao em lại ở đây? Cô đừng nhận lời cầu hôn của chú em. Hả? Cầu hôn gì? Em nói gì cô không hiểu? Em nói là cô đừng có nhận lời cầu hôn của chú em. Em không có đồng ý. Chú em... Nhưng mà cô chưa có nghe chú em nói gì mà. Là sao? Em không cần biết. Em không muốn cô nhận lời cầu hôn của chú em. Bởi vì em... Em thích... Mẫn.
không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh rất là đặc biệt, và cô luôn muốn là cô và em luôn giữ mối quan hệ như từ trước tới giờ. Em hiểu ý của cô không Mẫn? Em không nghĩ là em làm được. Duyệt. Ủa, Mẫn. Anh Mẫn. Phúc. Cái thằng này không có nhà học bậy đâu vậy? Nè, đừng đánh nhau nghe chưa? Mẫn. Anh Phúc. Ủa, có chuyện gì vậy em? Đâu có chuyện gì đâu. Không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh rất là đặc biệt, và cô luôn muốn là cô và em luôn giữ mối quan hệ như từ trước tới giờ. Em hiểu ý của cô không Mẫn? Mình vừa thấy sao băng là mình cầu nguyện liền. Mình cầu cho bạn đừng ghét mình, đừng giận mình nữa nha. Bạn không có coi mình là gì hết á, nhưng mà tình cảm của mình dành cho bạn là chân thành. Phải không anh hả? Không tối chưa? Đúng là linh nghiệm thật ha. Cuối cùng thì Nguyễn Đức Mẫn cũng đáp lại tấm lòng của Phan Hoàng Anh. À, lúc nãy mình ở nhà, mình có thấy sao băng đẹp quá chừng luôn. Lúc đó mình ước gì bạn cũng nhìn thấy nó. Có thấy mà. Bạn cũng thấy luôn hả? À, vậy lúc đó bạn có cầu nguyện không? Có chứ, tôi có cầu nguyện á. Bạn có cầu nguyện hả? Chắc là bạn cầu nguyện được làm bạn trai của Phan Hoàng Anh phải không? Mình giỡn thôi mà. Lúc đó bạn cầu nguyện cái gì vậy? Tôi cầu nguyện á. Tôi cầu nguyện là sáng khi mà thức dậy á, tôi lớn hơn được 10 tuổi, được không?